장소또còn mở cánh vậy ấy ấy này mà thì mẹ để nó dài lên thì khổ với nó. Trường không mang túi đúng không? Thế này túi này để hết là xe kia. Ngồi đây nghe thì kêu chị chị cái anh bảo à được rồi. Đấy kêu như này rồi đấy bảo à, chắc thằng cu em bên kia được trẻ nghĩ rằng nhảy qua tường à? Đâu em đi làm sao rồi xong về thì nhảy qua tường tầm là xong rồi cũng không cần trường đấy mục. Trẻ đấy, trẻ đấy. Mở đuôi kìa, bàn đuôi. Lại có người. Trẻ trẻ tới nơi này. Trường ra lấy túi rồi. Dạ. Này mới đeo sút. Soi kìa, cắm lại, cắm lại. Soi cái đấy. Chém rồi. Di chuyển quanh rồi. Đánh đá rồi. Vui này đã hơi mực. Giọng con này như kiểu muốn chè tới nơi. Trẻ đấy mà đâu nhỉ
Anh cũng có nhìn thấy gì đâu, không nhìn thấy một cái gì hết, chỉ có cho máy quay thì nhìn theo máy quay. Trời mơ mắt luôn. Cứ luyện cái này tầm một tháng nữa là nhìn thấy âm binh. Không phải nhìn đâu, bây giờ thấy phạch cái nó được. Sao phạch rồi, không nhìn được. Xem mất sướng. Tự nhiên nắng lên đúng vào chỗ mắt. Ngửa cổ lên cái này là xem nó dễ rồi này. Dừng nhìn xuống càng nhìn xuống càng tròn. Đứng ngay đầu rồng. Ngày có vẻ chưa muốn xong nữa. Đấy, anh nghĩ đứng đấy còn dễ xong hơn. Trên này, trên này, trên này. Nào này. Xuống, xuống lại. Thôi, bao nhiêu này. Đi xuống bên này, lên. Chẳng hết. Ủa, rúi. Mà tầm này xe qua, bố một tập khủng bố. Chết. Chết rồi. Ok, xem clip của Thánh Linh nhá. Hai đi em ơi, hai sao.